Chiều hôm nay em cập nhật clip nha anh chị. Đó, nói chung là công chuyện thì từ sáng tới chiều mới về tới nhà. Đó, về nay về hơi sớm, trời cũng đang chuyển mưa mà cũng còn ánh sáng nè. Quay cho anh chị thêm tham khảo những con bò chữa. Yếm hầu, cái hầu nè, chân móng nè, rúng nè, bốn rúng nè. Đuôi nè, chân móng. Sừng da, thân lưng. Giữa bờ bê cái xin tên ta chữa 4 tháng cu bọt lúng vú xin tơ chữa nghe cao 1m3 bò chữa nha tơ chữa lưới chữa mẫu thùng dạo mong tha đồng ve yeah, nè ông nội ơi cào móng chị xin nóng rồi quá wow. Chữa bà về xem mặt thương lên chữa bà về 7-8 tháng có máy nhà con cái xin chưa 8 tháng rưỡi gần 9 tháng ông rung chị uống rung đều một chú đeo đùng con hai đồng đồng
thì con cặp giữa con được kem cao 1,5 m, còn 1 m xin hoa đen xin ta cô bạn coi dài lực à. Ê